Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lần đầu trải lòng về năm 2019, bất mộng mơ và thôi ngây thơ. Nhìn lại một năm vừa qua, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tâm sự cô thất vọng về bản thân vì mắc nhiều sai lầm, vấp ngã do thiếu suy nghĩ. Cụ thể cô viết, thực sự 2019 là năm Linh thất vọng về bản thân mình khá nhiều. Có những sai lầm, những vấp ngã xuất phát từ việc thiếu suy nghĩ, thiếu sự chuẩn bị, chủ quan. Trước giờ mình luôn nghĩ cuộc sống này màu hồng, mọi việc đều đơn giản, dễ dàng. Và rồi 2019 đến như một cái tát cho mình tỉnh ngộ, bớt mộng mơ, bớt ngây thơ đi. Có những chuyện không hề đơn giản như mình tưởng. Có những người nhìn tưởng thế này mà lại thế kia. Wow, cuộc sống này thật phức tạp, khiến cho đứa đầu óc đơn giản như mình cảm thấy ngộp thở. Đã có những lúc mình loay hoay không biết phải làm gì, không biết mình là ai, sau này mình sẽ như thế nào. Đó là lúc mình thấy mất tự tin kinh khủng. Nó làm mình bị chậm lại rồi mệt mỏi, lười biếng. 2020 đến trong sự giật mình thon thót. Mình đã để một năm trôi qua quá nhanh mà thấy chưa làm được gì nhiều. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống. Thế nên phải nhanh chóng lấy lại năng lượng để xem mình là ai, mình làm được những gì. Cuối cùng Hoa hậu đặt câu hỏi cho người hâm mộ rằng họ muốn cô làm gì trong năm tới. Chưa biết những sai lầm Đỗ Mỹ Linh nhắc tới là gì, nhưng nhiều người hâm mộ cho rằng cô ám chỉ tranh cãi tại cuộc đua kỳ thú hay nghi án hẹn hò với Bảo Hưng, bạn trai cũ của Á hậu Tú Anh. Ở cuộc đua kỳ thú, Hoa hậu nhiều lần bị chỉ trích. Khán giả cho rằng cô không chơi hết mình, hay than thở, cáu gắt và là gánh nặng cho đồng đội Lê Xuân Tiền. Tham gia chương trình, Đỗ Mỹ Linh liên tục bị chỉ trích qua các tập thi. Thậm chí ở những tập cuối, cô vướng nghi án được ekip sản xuất ưu ái. Sau khi tham gia cuộc thi, cô khá im ắng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.